Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả nào ơi. Và sau một hôm Khải đã chuẩn bị được một số cái mảnh ăn ban thì bây giờ thì xác định thì Khải chuẩn bị lên set ăn ban nha em ơi. Hôm qua thì có mua set định quá nhưng mà người đến thì không có mua cho chuyện cặp phòng chưa ra nha em ơi. Là từ từ, hiện tại mới đầu tư thì mớ rồi nha em ơi. Đồ đạc tùm lum rồi, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu nha em ơi. Nhiều anh em hỏi có đi sửa mới không, thực sự là không đi nha em ơi. Ok. Bây giờ thì chúng ta ở video này chúng ta sẽ lên một set ông bang và cho anh em xem là ở video này thì chắc chắn là Khải sẽ lên set ông bang, trước sau gì cũng lên set ông bang. Thì ở video này thì Khải sẽ lên cho mình nó là một cái nhẫn nhẫn không băng nha mọi người, nhẫn không băng nha mọi người. Hiện tại Khải đã mua được mảnh 1 này, 3 này, 4 này, 5 này. Hiện tại Khải thiếu mảnh số 2 và mảnh số 6 thôi. Giờ thì Khải lấy thêm ít thủy tinh để cho anh em xem. Ok, ép đủ cái mảnh ra đây. Chúng ta đi qua làm ăn khui hàng nữa mà. Ép đủ mảnh chúng ta qua làm ăn khui hàng nha. Đây là sẽ đánh ít thủy tinh. Ok. Chung là trung bình một mảnh này ép khoảng tốn khoảng tầm này khoảng tầm kim rưỡi đến 2 kim thôi mà. Nếu mà đen đen thì xịt thôi nè. Còn lại thì tầm cả người cái tầm kim rưỡi đến 2 kim là ok rồi. Thì một cái nhẫn này khoảng tầm dao động khoảng 10 kim quay đầu nè mà, khoảng 10 kim 10 kim hơn tại vì 6 mảnh. Trung bình mảnh kim rưỡi đến 2 kim thì cho khoảng tầm 12 kim đây. 12 kim thì chúng ta cũng đi mở thử được như thế nào nha. Ok. Sau khi đã khả đã lượm đủ hết nghiền tố của huyền khoáng thì chúng ta ra mảnh nha nè. Ok, chúng ta đợi ra 6 mảnh rồi chúng ta qua làm ăn để ép cho anh em xem. Anh em đang theo dõi đều đừng quên đỡ lại cho Khả like cho xem hộ cho nó mày. Và không như hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào phố. À, sẽ vào phố mảnh số 2. Ở đây là phố này. Ê, người ta tắt hình tinh nè. Tắt hình tinh nè. Ok anh em ơi, và sau khi Khải thành công xong 2 1 đến 6 mảnh, ok bây giờ chúng ta sẽ đi cùng mở mảnh nha anh em. Giờ qua làm ăn. Và tiếp tục video tiếp theo Khải sẽ mở mảnh tiếp tục, đó là mảnh ngập bội cũng như là nhận kháng hỏa cho anh em xem. Ok, Khải đã cắn miếng bánh rồi nè. Chúng ta đi lòng đường đi bên dưới nè mà. Đủ 6 mảnh em ơi. Đây. Khui thử nhận không bằng bao nhiêu đây. Trời ơi. Lâu lắm rồi mà đến chương trình ép lại đồ ăn ban nè mà. Nói chung thì mấy cái này thì Khải ép nốt nhạc nè mà. Đúng rồi, có đồ phổ này nọ ép phát 1 thôi nè mà. Rồi, khui. Không biết bao nhiêu đây. Ta sử dụng 6 mảnh để hợp thành. 1 2 3 4 5 6. Đó. Ok chưa? Ok chưa? Ý tính chưa anh em? Ý tính chưa? Thấy chưa Khải ý tính chưa? Khải nói Khải lên đang ban là Khải lên em ạ. Hui. Woo! 30. Yeah. Về bờ. Đó, một cái nhẫn 30 em ơi. Wow, ok em ơi. Và anh em cùng chờ đợi những video tiếp theo, Khải sẽ lên nhẫn kháng hỏa, ngày bội kháng độc và cũng như là gia truyền ăn ban em ơi. Rồi. Ui. Lần đầu tiên lên được món mắt đẹp nè mà, quá đẹp. Mừng quá nè mơ. Mừng quá. Về bờ. Quá đẹp nè mà. 30. Trời ơi, nhức cái nách nè mà. Nhức cái nách nè mà. Được một món gì không? Khải đi lấy thêm ít mảnh nữa, Khải chuẩn bị cho anh em xem. Nói chung là Khải đã dự đoán chuẩn bị hết rồi. Giờ Khải lên thêm mảnh ngọc bội vài ngọc. Nói chung là mấy nguyên liệu này Khải rút phát 1 nè mà. Đó. Nói chung là Khải thường thiếu vài một cái mảnh ngọc bội thôi. Một mảnh ngọc bội thôi thì Khải sẽ lên được tiếp tục cái ngọc bội ăn ban nha mọi. Tiếp tục Khải sẽ lên tiếp tục được ngọc bội ăn ban nha. Ok. Hello anh em vô nha. Anh em nào theo dõi video đừng quên đỡ lại cho Khải like cho sự ủng hộ cho nha mọi. Ngày hôm nay thì ra được cái nhẫn ăn ban 30. Quá tuyệt vời nha mọi. Thực sự là một hôm quá tuyệt vời. Ok luôn. Nhức cái nách luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Về bờ. Đó, nãy giờ cũng ra mua rồi em ơi. Ok. Quá đẹp. Rồi, ok, đã lên được nhẫn bằng kháng bằng 30. Trời ơi, nhức cái nách luôn. Nhức cái nách luôn em ơi. Rồi, quá đẹp. Hiện tại Khả đang dùng một set hiệp cốt em ơi. Set hiệp cốt mát ọp. Thì set này lúc trước Khả mua là hơn gần 2 triệu em ơi. Gần 2 triệu set này. Thì tầm này đồ nó cũng rẻ này. Thì bây giờ Khả lên tiếp tục lại ăn ban nha mọi người. Set hiệp cốt mát ọp. Ở tầm này Khải lên tiếp tục ăn ban. Thì đây những đồ tím này nè mày. Nếu mà lên ăn ban thì Khải sẽ tận dụng tiếp tục những trang bị tím của mình lại. Khải không có bán này nọ nè mày. Vẫn đỡ chơi nha mọi người. Bây giờ Khải sẽ tiếp tục lên ăn ban.
Một đội mới up even lên cấp 127, chuẩn bị nhảy số hạng 15-16 thôi em ơi. Rồi. Rồi cắn mới cắn tiệt thớ nè, lên 23 skill lại nè, và cắn càng khôn nè. Tất cả mọi thứ đã cắn vào vị trí chuẩn bị chiến đấu lại nè, chuẩn bị combat lại nha em ơi. Rồi. Anh em theo dõi video thì đừng quên đó là cho Khải lại chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Nếu như bằng áo có tăng rải thì Khải cũng gộp về bằng khác Khải đánh tiếp nha em ơi. Không gì phải ngại cả. Khải gộp về bằng khác đánh tiếp. Cái gì hết á. Tầm này anh em hơi yếu rồi, không sao đâu em ơi. Yếu thì cho yếu, mạnh cho mạnh thôi. Quá đẹp em ơi. Một cái nhẫn khắc banh 30. Trời ơi, nhìn cái nhẫn mình nhức cái nách em ơi. Thiệt sự nhức cái nách em ơi. Rồi, anh em cùng chờ đợi những video tiếp theo và chúng ta cùng chờ đợi xem thử ép anh ơi. Ép anh ơi. Em mà đi mua gì, ép gì mà trả được. Rồi, tiếp tục sẽ là ép ngọc bội kháng độc và nhận kháng hỏa nha anh em. Chuẩn bị lên xếp. Quá tuyệt vời. Anh Việt chúc mừng anh em ạ. Ok. Rồi, chờ đợi anh em chờ đợi những video tiếp theo nha mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục lên những món đồ tiếp theo cho anh em xem. Lúc nãy thì có Khải có thấy bán một cái nhẫn kháng hỏa 27 với giá 10 kim. Thì Khải nghĩ với giá 10 kim thì Khải cũng tự ép cho rồi nè mọi người. Ép với giá còn hơn 10 kim đấy thôi. Lỡ đâu may mắn mình cũng lên được nhẫn mắt ộp như thế này thì sao nè. Nếu là min thì cũng được không sao, tại vì là lời ăn lỗ chịu mà nè. Nếu ra min 25 26 thì lời ăn lỗ chịu thôi. Còn ra mắt thì mình lời nè mà. Nói chung ra mắt thì nó sẽ đẹp nè mà. Đó, nói chung là lần ở xem vừa trước thì Khải lên được cái nhận kháng hỏa 30. Ở xem này thì Khải lên nhận kháng banh 30. Đồ, ít hôm gia truyền 20 nữa là nhức cái nách em ơi. Chờ mỗi gia truyền thôi, mấy này thì cũng không quan trọng lắm thôi. Mấy này thì chủ yếu là nhìn đẹp đẹp cho đội hình nữa. Còn sự Khải vẫn chờ mong vào gia truyền. Vẫn chờ mong vào gia truyền. Khải vẫn chờ mong vào gia truyền. Thực sự luôn. Vẫn chờ mong mạnh vào gia truyền em ơi. Ôi, quá đẹp. Rồi, chúng ta cùng chúc mừng em ơi, cùng chúc mừng comment chúc mừng em ơi. Comment chúc mừng, chúng ta sẽ chờ đợi Khải lên set 53 nha em ơi. Hôm qua thì định lên võ đàn đánh set cặp đánh gia truyền cặp phong mà mua mãi không ai bán em ơi. Không ai bán thôi. Tin tiếp em ơi. Nhiều anh em chắc chắn sẽ hỏi bông tiêu đâu, bông tiêu phải bán được, Khải đầu tư set 53 nha em ơi. Đó. Ok, nói chung thì nguyên liệu thì Khải đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Giờ chúng ta sẽ cứ chuẩn bị và chờ đợi Khải sẽ lên set 53 thôi. Ok. Và không nhiều hơn thì hẹn em ở những buổi livestream tiếp theo vào lúc 11:50 hàng ngày cũng như là 19:05 hàng ngày nữa mọi người. Ok, bye bye mọi người. Hẹn em ở những video live trực tiếp nha. Bye bye. Chúc mừng em ơi, chúc mừng em ơi. Quá tuyệt vời.